Hello Sơn Hà. Bữa nay Sơn Hà đi sắm đồ Tết với bà nội ba hả? Thôi tối lắm chị. Bữa nay Sơn Hà đi chung với má hai, bà nội ba, nội với mẹ Xuyến ha. Nhưng mà cũng được. Đẹp chơi tối nhưng mà mình nè phải đo sao mình cắt cái áo sao mà nó còn khúc đen ấy, chứ không có đẹp. Sắm đồ Tết này là hơi trễ rồi đó. Trên thường mình phải sắm trước tháng để thợ mới nhận. Mình đăng ký rồi. À, đặt hàng chỗ thợ may rồi hả? Rồi. Ba mơ áo bà ba hả gì ba? Bữa nay nạp tài. Nạp tài. Nạp tài hả? Nạp tài là bao nhiêu bộ mẹ? Hồi xưa nạp tài là mấy bộ? Hồi xưa là 6 bộ. 6 bộ, giờ là 9 bộ rồi không? 9 bộ. Cái mẹ mặc Tết đẹp lắm luôn mẹ. Rồi vậy ba một cái áo nè, chọn để đây. Đây nè. Đây nè, bỏ qua đây. Đây, rồi áo tím nè hai ha. Nhanh vậy hả? Mới vô được hai cái rồi. Rồi ba cái rồi. Đâu mẹ? Bây giờ con tặng gì ba cái nè. Nè ba cái nè. Nè ba cái nè. Nè đâu ba cái đâu. Nè. Ba cái thôi. Đúng rồi. Chị ơi, không lấy cái đó, lấy cái này. Ừ, cái đó đó. Thứ hả? Thứ đó. À đúng rồi. Nè khác màu mẹ. Dạ. Khác màu. Không mấy cái này không đẹp đâu. Thôi thôi. Dạ. Đó đâu. Ừ. Rồi được rồi ba cái hả? Rồi ba cái được rồi. Thôi ba cái được rồi. Con tặng gì ba cái? Rồi rồi. Ba cái nữa đi. Con tặng gì ba cái? Rồi tặng ba cái. Rồi Sơn cái nữa rồi Sơn Hà cái nữa. Được mà, đâu có gì đâu có. Vậy bây giờ về ba thích nữa nhiêu cái cũng có người trả tiền á. Nó cũng đẹp nữa đó. Vậy ba. Vậy ba đó Sơn Hà tặng người ba cái. Đẹp được cái nó được vậy, được đẹp luôn, không thấy đẹp quá. Nó đẹp chứ được, nó được. Rồi cái này ha là 4 rồi ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi mẹ đi, mẹ chọn. Vậy chị ba bả không muốn mua nước không, phải lên tới đây ba khoái rồi ba. Thôi dạ vậy ba không thấy mẹ của mình đẹp quá. Chỉ mua là nước không tại vì sợ là thợ may không có may nổi mùa Tết thôi chứ còn giải thì giờ cũng không mắc. Không bây giờ kêu nó may không hết thì nó may. May một hai bộ để xài Tết đó. Bây giờ chị mua đi. Mốt mình mang kịp chưa lại. Mẹ có áo bà ba luôn hả mẹ? Mẹ chọn áo bà ba luôn. Chị Sơn Ca. Sơn Ca mặc áo gì? Chị áo dài. Dạ tưởng áo bà ba đi. Áo dài may kịp không? Em thấy cận Tết lắm rồi đó. Dạ. Tại vì năm nay mình không nghĩ là Tết tới sớm, thường Tết Tây xong là 1-2 tháng mới Tết. Hôm nay Tết Tây xong cái Tết liền luôn mà. Nhanh quá trời luôn. Mẹ tự mẹ chọn. Áo dài cái này là gì xấu? Nguyên bộ đi ca không mất đâu có 400 mấy là mà dễ thiêu. Thôi thử coi. Dì ba lấy cái khúc này nó bạch đen, khúc mới bạch đen. Cái này bạch trắng nè. Bây giờ lấy cái này phải không? Chị Năm màu đỏ đi, chị Năm màu đỏ đôi. Bạch đồ chị Năm này thứ nào? Thứ. Bạch đồ nó tối lắm, nó bạch đen. Để đó chị Năm. Lụa nó mặt đẹp hơn là Huy bóng. Kia bóng cát, còn này lụa. Ừ, bóng lụa. Nó đẹp hơn gì ba, nó mềm mại. Nè chị Năm, chị... Lụa nó đẹp, cái này đẹp nhất luôn, còn kia nó cát. Đúng rồi. Cát nó bên nó dày lên. Nó mịn hơn, cái này nó mịn hơn. Bà ba quần trắng. Dạ. Á bà ba quần trắng. Giống ngoài hội đồng á hả vậy ba? Dạ. Chị ba với bà ngoại giống á, bà ngoại cũng thích quần trắng á. À thấy bà ngoại cũng mặc trắng. Dạ. Nè cuốn này cho chị ba đi. Rồi xếp lại cho chị ba con. Bố trắng lắm đó nè. Dạ. Mày chứ. Sơn Hà. Chị hai chị để ta tưởng hai chị em mượn qua bận lại. Thế giống tưởng đồng mượn hả? Kéo nhiều chồng. Quay này. Đâu gì xấu kéo xuống coi thử cái này là gì. Áo dài, áo dài. Áo dài đẹp ghê, đỏ đô, thiêu. Ơi, ủa cái này nó chỉ có một bộ thôi gì xấu. Trong nữa, nó mấy màu rồi. Mấy màu nó có màu xanh đó, màu... Màu xanh, màu da người như con. À quên cho con cây súng nè. Ba cho con cây súng rồi. Ờ, có cây súng luôn. Lấy hả bà? Hả bà? Về cái bắn cái gì nè, mà không biết sao nó kéo ra, kéo cò ra. Con ấy nè, cho nó. Kéo cò ra bắn. Vậy là được. Chơi xa lâu. Đỏ dữ vậy chị? Đỏ. Đỏ nó màu đỏ. Giống cô dâu quá. Cái này chị coi thử coi. Chị coi chị chưa có mua, chị còn đang lựa.
Sơn thấy màu này đỏ lắm hả Sơn? Đỏ tươi. Nó có đâu phải đỏ tươi con. Nhưng mà nhìn nó có già không á. Trẻ trời ơi, chả măng này. Có thằng em màu đỏ nè, đây chị đặt lên coi được không? Đó, mặc đồ đỏ cho em lấy hen ha. Ừ, đỏ lấy hen nữa thôi. Màu luôn đó con. Màu da, màu cam lợt cũng có. Chưa, để con xuống coi thử thôi. Ngay đầu. Lấy hết xuống. Con chân thì dập sao, dập trước. Rồi, tay trên. Cái này đâu tay trên. Màu da đó rồi. Lùa bộ có cái bông chân không vậy? Lùa hả con? Lùa bộ. Lùa hả? Dì ba lựa nhanh vậy hả? Tích tắc rồi xong rồi. Dì ba vô là xong rồi đó. Dì ba được cái áo. Dì ba lựa nhanh lắm. Rất rẻ ha. Vậy đó. Giờ còn có màu kem màu tím mà. Không nữa qua đợt đó con. Để sớm hôm nay đi màu kem màu tím. Dạ. Hồi này hơi nhạt vậy. Đậm đậm thêm xíu đi. Đậm thêm xíu đi. Đậm hơn hả? Ừ. Đậm là chỉ có đỏ nè. Với lại xanh nè. Xanh màu xanh thử coi. Đây màu xanh đây nè. Ủa trong đây mấy màu xanh nữa. Em đã cứ lấy cho chị đi. Tại Tết ai cũng đỏ hết rồi, mình khác một xíu nó đẹp. Biết đâu màu xanh là đẹp. Vàng hả? Mấy màu xanh trong nữa kìa. Ôi chị thấy cái màu đậm đậm. Đúng rồi, xanh đậm đó. Nhưng mà đây. Đó, đúng rồi, cái màu nằm ngoài đẹp quá. Màu xanh nó đẹp á chị. Này nè, tươi lắm nè. Tươi. Còn mặt hai thứ tám ha. Kia màu tím. Tím thì sợ lớn tuổi. Màu xanh này đi. Chị coi màu xanh coi. Cái màu xanh là mặc cái quần màu này hả? Chắc hai áo. Thấy hợp á. Để chị coi màu xanh coi. Đây chị mình xin mà hả? Đẹp vậy. Ừ, cái này đẹp hơn nè. Đẹp á, màu đậm đậm vậy nè, tươi, trẻ. Bữa nay tan chợ sớm dữ ha. Sáng sớm cả nhà đi sắm đồ Tết nè, mà chợ vắng vẻ. Em đi đó nha Sơn. Sao quá Sơn Hà. Xích vô xe kìa, đi vô bà ấy, nhanh. Ơi, con đi đâu vậy? Đi Má Hai nè. Má Hai dẫn vô. Nè nè, con mua nhiều qua Má Hai mua cho con nè. Nè cái này ha, mua cho con, cái này uống nước ha. À Má Hai. Nè cái này về đựng nước. Nó đã tơi. Nó không có rớt bể. Cái ly uống nước nè. Nè, về đựng nước uống đó con nè, để Má Hai dặn cho coi nè. Đó, gì là. Đó, đã không? Trả tiền chứ Sơn Hà. Trời quá trời luôn hả? Nhìn đã mắt luôn hả Sơn Hà? Chợ gì đâu mà đồ quá trời vậy ta? Sơn Hà, chợ gì kỳ quá hả? Quá trời đồ luôn. Rồi, vậy thôi. Để Má Hai dắt đi để thấy á. Má Hai dắt đi. Đầy ẩm. Đâu có đủ. Đừng nghĩ ra hư ha. Nè đậy lại nè. Nè đậy lại nè. Hút vô miệng con á, hút nước vô.
Trả ta. Cái bình lạ quá ta. Để mấy hai đẩy lại chứ. Dạ, khúc nào thì không làm được. Cái này nè, một tiếng bỏ miếng xin mai không, nó đại rồi. Rồi dài. Nó có nhiều bông nữa phải không? Con mặc mấy con đen vậy, con nhìn không nhìn vậy sao vậy chứ mặt nè sao? Ừ, đẹp chị. Đẹp tươi. Mới dài em mới rồi. Đỏ thì nó đẹp rồi nhưng mà Tết đỏ 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 không à, mình mở màu khác cho nó đẹp. Cái này cũng đẹp vậy. Dạ. Nhờ mấy cái bông này à, bông nó lạ, nó đẹp lên nhờ mấy cái này nè. Tết năm nay là không mặc theo theo bộ nữa ha. Đó có năm cả nhà mặc đồ áo như dài. Có năm áo va dài mà nay. Ai thích sao đâu. Giải này đẹp nè, em chịu giải này nè. Giải hồ ba mỏng quá. Đâu có giải hồ ba ngon, nó ra mới mỏng đẹp chị. Cái này chị thích giải này má hồ ba. Nhưng mà nó tại vì chị không thích má hồ ba mỏng quá. Cũng vừa chứ đâu mỏng. Chứ cũng vừa. Nhưng mà giờ lấy cái này nó mắc bằng hơn hai hồ ba. Cái hồ ba khúc 100 mấy. Thì nó 300 à. Mà này phải 350. Thì nó mắc nó mới đẹp. Nó mắc nó mới đẹp mà. Bây giờ mình cắt một cái áo thì nó còn như có một thân nữa thôi. Nhưng cái rưỡi à. Cái rưỡi mà nó tới 300 mấy. Nó mắc cái bông. Mà giờ mình chọn áo ba thì được có cái bông thôi. Còn như là giải trơn thôi. Đây đồ bộ nữa nè. Rồi đi tính lại sự lựa chọn. Thì thích thì may thôi. Mình may để đẹp để đi đi xa đám. Còn cái này cái gì đây? Cái này là tại vì thường áo bà ba là mặc thường nên giải cũng thường ha. Còn áo dài là để mặc những ngày quan trọng nên là giải xịn mắc tiền. Cắt cái này với cái đỏ đi. Thôi rồi vậy đi, cái này mắc tiền lắm. Mai đi. Tính là tính nè. Cho mẹ cái đó đó. Chuyện ca tặng rồi. Dạ. Mẹ mai đi mẹ. Đó uổng lắm nè. Đâu cái nào. Uổng lắm thôi, mẹ lấy hai kia đây. Dạ. Mẹ cái áo dài này tới 350 lận mà nó có một cái rưỡi áo à. Còn cái áo kia có 100 cái này nè. Thì mẹ mai đi, cái này để dành đi đám, đi xa. Cái này mẹ áo ba, áo dài mà mẹ áo ba. Mẹ muốn mua giải áo dài, mẹ nó dư ra uổng. Có 350 ngàn lại mua đi con tặng rồi cho đi. Uổng lắm. Tặng mẹ thà mẹ lấy khác chứ phí. Thôi thì cứ lấy đi. Phí lắm. Thì đâu phải cái nào mình cũng may đâu, hiếm khi mà may đồ đẹp mà. Lấy đi nè, này con mua đặt rồi, mẹ không lấy con cũng lấy nữa. Bây giờ mày canh thì cái nó nằm đâu. Bây giờ cái bông này là cái bông mà đủ không? Thấy nó dài quá không? Áo bà ba sợ nó dư á. À, cái bông nó dư cái bông. À, giờ lấy cái bông trên lấy xuống. Lấy bông trên xuống ăn. Bỏ ở dưới. Uổng lắm. Uổng thì không được rồi. Không được, nó dài cái bông nó bị cắt ngang đi. Tiết kiệm mới được. Cái nào bán thì mình lấy. Để uổng. Rồi hai giải khác có 200 ngàn à. Còn cái này nó mất cái bông cũng đẹp. Thì nó mất cái bông không đẹp chứ còn như thỉnh thoảng mình cũng may. Tại vì cái bông nó không có nằm được, mẹ nó lấy ít nè, nhìn không có đẹp đâu. Dài nhà có. Tại vì cái bông này là của áo dài. Đúng rồi nên là nó dài hơn. Xíu lửa cho xíu. Rồi vậy được rồi đó, để chọn áo. Áo cái gì vậy? Đồ bộ. Dạ. Không may đồ Tết ha. Đồ bộ đẹp đó. Đồ bộ quá hả? Bữa dài mai rồi. Rồi đó. Đó là thứ em nè, 108 nè. Ôi, không chịu. Đó thấy không, thì em biết rồi, em quay em thấy chị mặc trước. Chị trên đặt rồi, chị thấy này. Chị này không mát. Nè, chị giờ đi. Chị Nga ơi, à, đứng đó hả? Giá này chị nghe mát không? Còn không. Vậy ba là lẹ nhất hả? Vô để chọn giải lâu lắm. Là chị ba. Vậy ba đi mở hàng rồi đắt hàng vậy lắm á, vô mua rất rẻ. Ghê vậy ha. Yeah. Ba đi mà hai cái gì mà chị ba phái rồi mắc nhiều cũng mua đó mà không phái giờ tặng không lấy. Cái gì đó. Chị ba nói xuống đầu năm nào chị cái nào chị có hết á. Đi nè. Đang đi dẫn đi nè. Đi, cái bình rồi. Ừ. Phải cái bình nó hay như
Chị năm mai có hai áo hả? Rồi rồi tính tiền đi mẹ, xong chưa mẹ ơi? Không má của ba để đi đâu còn nhà mà còn bỏ thường nữa. Xin chào cả nhà nghe. Bên nay mình đi sắm đồ Tết với má Năm, má Ba, chị Sơn Ca với Xiến. Sơn Hà thì đi theo chơi, mình thì cũng vậy luôn. Thanh niên thường thì ra mua đồ may sẵn, mặc sẵn ha. Mấy chị em thì lại lựa màu theo ý mình. Nhưng mà nay đi là cũng hơi hơi cận Tết rồi. Có nhiều nơi họ sẽ không có nhận may. Tại vì mình phải đặt trước Tết khoảng 3 tháng. Nhưng mà do mẹ có đặt trước cái chỗ này nên là thợ vẫn còn nhận. Này thấy đồ Tết quá chừng rồi nè. Này đồ may sẵn. Chuyện cây về trước hả? Mở cửa hàng hả? Rồi vậy chị đi đi. Rồi giờ chút xíu nữa em chở cái vậy. Bữa nay cũng dư xe mà. Thấy tiệm bánh quá trời ha, chuẩn bị Tết nè, hàng quá quá chừng luôn. Cả nhà mình thấy cái tiệm này quen không? Ngọc Cẩm nè, là của M7. Rồi M7 nghỉ nghề rồi, bàn giao lại cho gì khác rồi. Bán sạp lại. Sơn Hà mua gì đó Sơn Hà? Sơn Hà mua gì em? Mua sữa hả? Mua cái ly để giờ mua sữa bao giờ hả? Uống đi, con uống đi. Mấy con ta. Ôi. Chỗ mà ghe xuồng hay lên nè. Ở đây là khu vực chợ cá, hồi xưa thì đây rất là đông, ghe xuồng lên chỗ này, nhưng mà giờ ta đi đường bộ rồi, ta đi ngã cửa chợ thôi. Mấy vịt còn dễ thương quá ha. Này vịt đen. Qua nãy luôn, 50 ngàn thôi. Rẻ thế. Lại rẻ. Cái đâu nha. Con vịt này được mấy ngày tuổi vậy? Mới 2 ngày. Dạ. Thưa ha. Chứ Nga lửa đâu xuống chết chứ Nga. Xong hả? Xong. Mấy cái dễ xốp này không? Đâu có chứ, chị hồi giờ đâu có xốp chị. Rẻ quá chị ba. Dạ, mà chị ba. Rồi. Của chị như thế. 101, 202. Đắt quá. Trời. Nói không may nữa đó, ở nhà cũng còn mới đồ chưa bận nữa trời. Rồi áo ba cũng còn chưa năm lên. Thì năm nay thấy chưa thấy lên. Có may chưa? Có một cà và báo cáo năm rồi. Nay ít đi hơn mỗi năm á. Năm rồi mùa Covid may đồ mà chưa mặc luôn rồi. Năm nay thì thôi may thêm để cho khó không ghi Tết. Mà đăng ký rồi chứ giờ đâu. Chị nói trước.
qua ca nó mai con chở mẹ con lên nhà chị Sáu. Cảm ơn nha chị Nam. Dạ, vậy về. Về thôi Sơn à. À bà đi. Đi về con. Dạ. Con bà Sơn. À bà đi. À bà. À cô nữa. À cô nữa. Giỏi. Chị ba mua đứa con mới mua đây lần đầu tiên. Mới lần đầu tiên vô đây nè. Mai mốt sang năm mua nữa. Kẻ nó bán đất nè, kẻ đi ba về. Đây. Chị chuẩn bị tết cho chị rồi chừng nào bán bánh kẹo đầu tháng 12 à, là đầu tháng 12 âm lịch ha. Giờ vẫn còn bán tại bánh kẹo thường hạn sử dụng khoảng tầm tháng đó, còn quần áo thì bán trước. Nay khách mua đồ tết nhiều ha chị? Bắt đầu mua. Dạ. Đông lắm, dạ. Anh ơi chị. Anh đi chợ. Dạ, mấy lần em ghé chợ mà không thấy anh chị. Nên nay giao lại cho nhân viên hết rồi hả? Dạ. Ủa đâu hả? Vậy thôi không mua thì về nha. Rồi vô bán bánh mứt em lên em coi. Quay phim bà con coi chơi. Rồi chào chị. Rồi xíu chở về ba về ha. Rồi nói ấm sân hàng. Dạ. Mua cá rồi gửi ra xíu. Ăn sáng rễ anh. Dạ. Bốn ngàn cái anh lấy mấy cái? Bốn năm cái gì đi cho chẳng tiền á. Năm cái nha. Dạ. Lấy mấy cái đẹp đẹp đi à. Đây. Mua biếu mà rồi lấy biếu xèo uống sữa mẹ về rồi. Rồi bánh cam ha. Mẹ có tiền lẻ đó không? Có. Dạ. Rồi em xách lên. Bánh này nhiêu anh? 10 ngàn. Rồi cho vô bạch luôn. Dạ. Rồi 30 ha. Rồi con ngã bác đi. Ngã đi. Ngã đi con. Ngã. Rồi. Nó dịch ra tiền. Rồi xin chào bye bye cô chú nha. Lấy 5.000 gửi xe. Bye bye cô chú. Lấy anh sắp giùm nó đưa tay khác ra bye. Cả nhà mình sắm đồ tết xong rồi về ha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.